những cái sạp người ta cũng nghỉ đóng cửa quá trời anh chị thấy không? Đó. Vắng luôn á anh chị thấy không? Vắng tanh luôn. Rồi. Phải không, tôi là chợ Hạnh Phong Tây. Buôn may bán đắt nha. Buôn may bán đắt nha, có kênh Sài Gòn hôm nay đó. À. Đi cập nhật tình hình chợ. Rồi, bye bye. Bên phải đây thì em và anh chị chúng ta quẹo lên chợ Hạnh Phong Tây và nhà thờ Hạnh Phong Tây. Một chút xíu trong đêm hôm nay. Cập nhật một vài hình ảnh. Đó, đường xá rất là đông đó anh chị thấy không? Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. À, như vậy thật là nhanh, chúng ta lại đến ngày thứ sáu, lại đến những ngày cuối tuần. Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. À, bây giờ thì em tăng những cái ngày cuối tuần lên làm 3 ngày thì anh chị. Ngày trước thì thường em chỉ thấy có thứ bảy và chủ nhật thôi. À, hôm nay thì ngay cả thứ sáu cũng rất là đông người, nhộn nhịp, xe cộ vui chơi, ăn uống. Em chúc cô bác anh chị và các bạn buổi tối Sài Gòn bình an và nhiều sức khỏe thưa anh chị. Trước khi mời cô bác anh chị cùng đi ngắm cảnh Sài Gòn, cập nhật một vài cái hình ảnh và đặc biệt là trong cái mùa Noel sắp tới đây, em xin chia sẻ cái vị trí mà mình đang đứng ở đây là con đường Phan Văn Trị thưa anh chị. Nó thuộc Phan Văn Trị này là thuộc phường 10 quận Gò Vấp. Phía trước anh chị là ngã ba Phan Văn Trị và đường Thống Nhất. Như vậy là quẹo phải chúng ta sẽ đi về khu Sắm Mới thưa anh chị, ngã tư Sắm Mới. Sau lưng em thì chúng ta sẽ đi Phan Văn Trị về cầu Hang Trong và đi về khu vực chợ Bà Chiểu thưa anh chị. Tối hôm nay có mặt ở đây thì em mời anh chị chúng ta chạy ra con đường Quang Trung và chúng ta đi về chợ Hạnh Thông Tây. Đặc biệt có nhà thờ Hạnh Thông Tây trong những cái mùa, những cái ngày mà sắp tới mùa Noel đó thì cũng muốn cập nhật gửi đến cô bác anh chị vài những hình ảnh xóm đạo hay nhà thờ Hạnh Thông Tây và chợ Hạnh Thông Tây tối hôm nay xem như thế nào, sau một mùa phong tỏa thì tình hình kinh doanh buôn bán ra sao. Em mời cô bác anh chị đi. Em chạy từ nhà qua bên này hết hơn một tiếng thưa anh chị. Chiều chiều tan ca ngoài đường mình đi rất là đông, xe cổ rất là đông. Hết hơn một tiếng mới tới đây đó. Từ huyện Nhà Bè chạy qua quận Gò Vấp. Coi như là băng ngang Sài Gòn luôn. Mới vừa cập nhật tin tức số ca tử vong và số ca dương tính trong cái buổi tối ngày hôm nay. Ghi nhận là chúng ta có Sài Gòn là 1.300, hơn 1.300 thưa anh chị. Và số ca tử vong là 68 ca. Hôm qua là 80 ca, hôm nay giảm xuống còn 68 ca. Những cái ngày gần đây thì dấu hiệu tăng, cả ca tử vong và ca dương tính đều tăng thưa anh chị. Cũng hơi lo lắng đó. Đây là ngã ba con đường Thống Nhất và con đường Phan Văn Trị. Bên phải anh chị sẽ chạy về ngã tư Sắm Mới. Ngay chỗ ngã ba này bên phải em nhớ ngày xưa có một quán cơm tấm ngon lắm. Ngày hôm nay người ta nghỉ rồi hay sao á, không thấy nữa, chắc nghỉ rồi. Rồi bây giờ em mời anh chị chúng ta quẹo bên mé tay trái này, đi ra đường Quang Trung, đi về chợ Hạnh Thông Tây thưa anh chị. Ở chợ Hạnh Thông Tây em cũng nhận được vài lời nhắn gửi của cô bác anh chị về thăm lại. Hôm nay mới có cơ hội đi về đây thưa anh chị. Gò Vấp à, lúc nào xe cổ cũng đông, chạy ngang chạy dọc lung tung hết anh chị. Bên phải em ở đây là được cô bác anh chị chia sẻ khu vực này là cái chợ Hạnh Thông Tây cũ này. Bên phải em đây ngày hôm nay đó là cái điện máy xanh, lúc trước là một cái thương hiệu thời trang Ninomax thì vậy. Ở đây là con đường Quang Trung, không xa lạ gì với cô bác anh chị nữa. Bên trái thì chúng ta sẽ đi về ngã năm Chuồng Chó thưa anh chị. Bên phải đây thì em và anh chị chúng ta quẹo lên chợ Hạnh Thông Tây và nhà thờ Hạnh Thông Tây.
một chút xíu trong đêm hôm nay, cập nhật một vài hình ảnh. Đó, đường xá rất là đông luôn đó anh chị, thấy không? Quá nhộn nhịp. Con đường Quang Trung thì khúc này có vẻ là đông nhất trên con đường. Từ đây đi cho tới chợ Hạnh Thông Tây thì sẽ là đông nhất. Còn một cái vị trí nữa đó là ngay cái ngã tư con đường Phạm Văn Chiêu và con đường Quang Trung đó cũng rất đông, nhưng mà thường là cái giờ tan ca thôi. Thời gian trôi nhanh quá anh chị. Loay quay chúng ta tới Noel rồi tới Tết. Mặc dù là chúng ta vừa mới sau 4 tháng phong tỏa ha, và bây giờ cũng rất khó khăn, đang vực dậy. Bên phải em là chùa Huỳnh Kim này, đi ngang em chia sẻ một tí. Chúng ta đang rất là khó khăn thưa anh chị, nhưng mà nói gì thì nói, cũng hy vọng một cái mùa Noel, một cái mùa Tết cho nó yên bình thưa anh chị, đừng có bùng phát dịch nữa. Cho nên là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn phải đi cập nhật những cái hình ảnh Noel, những cái hình ảnh Tết Tây, Tết Ta gửi đến cô bác anh chị chứ. Chừng nào bị phong tỏa, không đi được nữa thì lúc đó phải chịu thôi. Đây có một cái cầu đi bộ ha, cầu đi bộ. Bên trái em là cột mắt trên đường Quang Trung. Bắt đầu ngay vị trí này trở lên, anh chị thấy không, xe cộ lưu thông rất là nhiều, đông đúc. Bên trái em ở đây là có bệnh viện đa khoa quận Gò Vấp nè anh chị. Ở đây, ngay cái vị trí này đây. Ban đêm thì em thấy hầu như là đóng cửa luôn á. Bên tay trái của em đây nè anh chị, bệnh viện đa khoa quận Gò Vấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tới chợ Hạnh Thông Tây. Bây giờ cũng vào cuối năm rồi, thường thường khu chợ Hạnh Thông Tây vào thứ 6, thứ 7, Chủ nhật và những cái ngày cuối năm Noel đồ gì thì rất là đông thưa anh chị. Không biết hôm nay thì như thế nào. Và trên cái con đường Quang Trung này ngày hôm nay á thì nó cũng gọi là một cái con phố thời trang lớn bậc nhất của quận Gò Vấp thưa anh chị, với rất là nhiều cái tiệm quần áo, giày dép, và đặc biệt ở lớn nhất đó là chợ Hạnh Thông Tây, kinh đô thời trang của Gò Vấp. Một vài hình ảnh gửi đến cô bác anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng em cũng xin được cảm ơn cô bác anh chị luôn đồng hành cùng với em trong mỗi các clip. Bên trái ở đây là cái gì? Một cái trung tâm thương mại ha. Starmark, hình như ngày xưa em nhớ là không phải là Starmark. Ngày xưa hình như Emon thì phải. Anh chị bây giờ em nhìn em thấy rất là lạ. Đây anh chị, ở dưới có Losteria. Ngày xưa hình như nó không phải là Starmark. Em nhớ ngày xưa chỗ này là Aemon. Bây giờ thì nó thay đổi thương hiệu rồi. Dịch bệnh nhiều khi anh chị thấy là về thăm lại tự nhiên thấy nó lạ quá à, không có giống như lúc xưa nữa. Rồi em mời anh chị chúng ta tiếp tục đi hướng này, chúng ta đi về chợ Hạnh Thông Tây. Quang Trung là con đường vành đai phi trường Tân Sơn Nhất thưa anh chị. Nó chạy theo hướng này anh chị đang đi cùng với em đó, thì chúng ta sẽ tới cầu chợ Cầu, đi qua cầu vượt Quang Trung là chúng ta tới con đường Tô Ký, quận 12, đi Hóc Môn, đi chợ đầu mối Hóc Môn luôn thưa anh chị. Rất là nhiều cái cửa tiệm
ba lô, giày dép, túi sách, quần áo, đây bán dọc cái lề đường, và dần dần cái khu này chắc chắn là nó sẽ đông và nhộn nhịp giống như cái phố thời trang Nguyễn Trãi đó anh chị. Nếu mà không có 4 tháng phong tỏa dịch bệnh vừa rồi, bây giờ em nghĩ chắc có lẽ nó đông lắm. Tuy nhiên thì hạn chế bớt cái này. Bây giờ là toàn bộ những cái bệnh viện ở Sài Gòn mình từ lớn chí nhỏ là kích hoạt lại cái nơi để mà điều trị các bệnh nhân Covid thưa anh chị. Các bệnh nhân Covid. Bên trái em ở đây là chợ Hạnh Thông Tây rồi. Anh chị ha, đây. Quay mở lắp, sang kênh lắp 15-20. Rồi bây giờ em sẽ mời anh chị đi tới phía trước chúng ta. Ghé về nhà thờ Hạnh Thông Tây trước nha, bởi vì nó nằm bên mé tay phải của em luôn nè. Nhà thờ Hạnh Thông Tây. Nhà thờ Hạnh Thông Tây cũng là một cái công trình kiến trúc, một cái mảnh đất mà của dòng họ ông Huyện Sĩ hiến để làm đó anh chị, con của ông Huyện Sĩ. Như là Lê Phát Đạt thì phải, không biết em nhớ có nhầm không? Đây anh chị có thể thấy là giày dép nè ha, giày dép, rồi bán rất là nhiều cái phụ kiện điện thoại đồ ở đây, nhưng mà cũng ít thôi. Vào trong chợ Hạnh Thông Tây mới đông, em thấy chợ Hạnh Thông Tây hình như là cũng có trang trí một vài cái đèn ở đây nè anh chị, em có thể ghé vào một tí để anh chị xem. Đây anh chị, ở đây là bán, đang bán chứ không có, chưa có lên đèn. Cái này là bán đèn ngôi sao hay đá này gì nè. Đó, anh chị thấy không? Rồi, mới có bấy nhiêu đây thôi, chưa có nhiều. Hôm nào lên đèn sáng trưng rồi em sẽ cập nhật một vài hình ảnh ở đây gửi đến anh chị ha. Ngay cái góc này là người ta đang làm đây nè. Đây, đang gắn một số cái thanh sắt ở trên để làm cái hang đá anh chị. Chưa có xong. Một số cái thanh sắt ở trên. Đang lợp. Rồi, bây giờ em chạy ra anh chị nha. Đi qua chợ Hạnh Thông Tây. Ở đây là con đường này là con đường Lê Văn Thọ anh chị, bên mé tay phải của em, con đường Lê Văn Thọ. Thay vì chúng ta đi thẳng thì chúng ta tới đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu ha. Thì bây giờ em sẽ đi qua chợ Hạnh Thông Tây. Nhưng mà để đi qua chợ Hạnh Thông Tây thì em quẹo hướng này, em mọc ngược lại nó dễ hơn. Đây đường Lê Văn Thọ, chúng ta đi về làng Hoa nè anh chị. Về đường Cây Trâm, rồi công viên làng Hoa ngày hôm nay. Ở đây cũng nhộn nhịp và sầm uất trên con đường Lê Văn Thọ này lắm nha. Rồi bây giờ em mọc ngược lại, mọc ngược lại để chúng ta sẽ đi về chợ Hạnh Thông Tây. Phía trước anh chị là đường Quang Trung đó. Bên máy tay phải thì chúng ta sẽ đi về cầu chợ Cầu đó anh chị. Còn bên trái đây bây giờ em đi vào chợ Hạnh Thông Tây. Tối hôm nay Gò Vấp đông quá trời đông, anh chị thấy không? Xe cộ rồi nhộn nhịp, không biết trong chợ như thế nào. Mời anh chị đi một vòng cùng với em nha. Bánh tráng ăn vặt ở phía trước đây, nếu anh chị muốn gửi xe đi chợ thì ngay phía trước đây có cái bãi giữ xe đó anh chị. Rồi bây giờ em mời anh chị chúng ta đi vào, người bán nhiều hơn người mua nha. Bây giờ là 7 giờ rồi, 7 giờ ngày 3 tháng 12 thưa anh chị.
Đó, 7 giờ ngày 3 tháng 12 chợ Hạnh Thông Tây đây anh chị thấy không? Còn người chưa có người mua. Nu. Kiếm đồ gì anh trai? Anh kiếm đồ gì vậy? Quý Hạnh hả? Đứng lại anh, đứng lại, đứng lại. Rồi. Mày không tu hà chợ Hạnh Thông Tây. Buôn may bán đắt nha. Buôn may bán đắt nha, có kênh Sài Gòn hôm nay đó. À. Đi cập nhật tình hình chợ. Rồi, bye bye. Ôi, đi đi quay chợ. Đi quay chợ. Đi quay chợ. Mua đồ không? Không, đang đi quay mà. À, thôi buôn bán tốt nha, buôn may bán đắt nha. Đúng rồi. Đi về đây thì phải tiếp mấy anh bán hàng tí anh chị. Đây là một vài cái hình ảnh ở trong chợ ha. Em chạy một vòng xuống dưới rồi em bọc vào bên tay phải. Em nhiều khi cũng ngại nói chuyện với mấy anh chị bán hàng lắm. Nhiều khi gặp người ta như mình quýu cả lên. Hàng quán bây giờ là mở cửa hàng là mở lại hết rồi anh chị, chỉ có đều là khách khứa thấy cũng còn vắng. Khách khứa thấy còn vắng lắm, chưa có nhiều. Mình đi vào đây mình quay thì phải chịu cái cạnh người ta mời chào khách thôi. Có nhiều khi người ta níu mình lại luôn anh chị. Rồi đầm áo nè, 35-40 ngàn một bộ nè. À, bộ đồ bộ là 35-40 ngàn một bộ này. À, toàn là 35-40 ngàn không anh chị. À, chạy ra thì hơn đô một tí ha, khoảng 1,5 đô. 35-40 ngàn ở dưới này là ngày xưa có cái khu ăn uống, à, bây giờ thì người ta nghỉ cũng nhiều rồi. Để em chạy qua hướng máy tay phải này nè, à, đồ áo người ta cũng đang lên này, không? Ở đây là những cái kho. Con chó này làm cú hồn thiệt. Xin lỗi anh chị nha. Nó màu đen mà nó núp ở trong cái góc đó, tự nhiên nó nhảy ra nó hù mình phát. Đây, tiếp tục đồ áo để anh chị, thiên đường quần áo thời trang, lâu lâu mời anh chị về đây bãi giữ xe. Giữ xe là 7 ngàn một chiếc anh chị, giữ xe là 7 ngàn một chiếc đó nha, lên giá rồi. Đợt trước là chỉ có 5 ngàn thôi, giờ lên 7 ngàn. Đồ quần áo nè, đầm bầu 99 ngàn. Rồi đồ rẻ lắm anh chị, quần jean nam thì từ 170 tới 230, khoảng 5,5 đô. Đó, 170 thì gần 200 ngàn rồi. Đó, khoảng là 6,7 đô. Đó, bao nhiêu đó mình trả giá là vừa anh chị. Trả giá là vừa 7 đô một cái quần jean nam. Đây em vợ cái nha. Đó. Quần áo quá trời. Không mua. Anh em kiểm gì đấy? Không. Dạ. Người ta chặn xe em lại quá trời luôn. Chỗ này bây giờ trống rồi nè. À, em chưa có đi sắm đồ bây giờ đâu anh chị. Đang đi cập nhật tình hình thôi. Đồ áo ở nhà thì cũng còn, cho nên là mình giờ này cũng chưa có đi mua. À, thú thật với anh chị vậy đó. À, đi chủ yếu là đi cập nhật cái quan cảnh sức mua sức bán của bà con mình, rất là vắng luôn, ế ẩm điều hiu. Trời ơi, bán rất là đông nhưng mà chưa có ai đi mua cả thưa anh chị. Giờ là cũng 7 giờ mấy rồi ha. Đó, nhà sập sình luôn. Bữa nay tự lựa mà tự chọn trên dưới trong ngoài. Hai đôi vớ 15 ngàn, hai đôi vớ 15 ngàn, rẻ quá anh chị. Thì chúng ta có thể nhìn một vài cái hình ảnh ở đây ha.
em quẹo bên mé tay trái đó. Chỗ này thì em đông hơn tí này mà cũng vắng lắm. Hy vọng Tết năm nay là nhộn nhịp hơn thưa anh chị, chứ tình hình này bà con mình ở khu vực này bán đuối lắm á. Đây là thiên đường quần áo luôn, anh chị vào đây tha hồ lựa, tha hồ lựa đủ thứ đồ hết. Về giá thì nó cũng tùm lum hết nha, chúng ta mua quen riết là biết trả giá thôi, chứ còn giá thì nó cũng lộn xộn lắm, cũng hên xui. Nhưng mà nói gì nói về đây thì mua đồ thì phải trả giá thôi anh chị. Thì nếu mà ai cũng muốn trả giá cũng được, nhưng mà thường thì mình cũng trả giá một tí, bởi vì quần áo ở đây nhiều khi người ta nói cũng giá cũng tùm lum hết trơn à. Nếu mà chúng ta thấy rẻ quá thì thôi khỏi trả. Đó. Quá trời luôn anh chị, nhiều lắm nha. Nó những cái con đường loanh quanh ở đây. Chỗ này thì nó thuộc là gọi là chợ Hạnh Thông Tây luôn. Đó là khu chợ Hạnh Thông Tây thôi, những con đường ở trong này. Đó, bên này là bên hông chợ này, để bán cho đủ thứ đồ hết. Những cái sạp người ta cũng nghỉ đóng cửa quá trời anh chị thấy không. Vắng luôn á, anh chị thấy không? Vắng tanh luôn. Thôi thì từ từ, có thể từ giờ đến cuối năm thì mới nhiều hơn. Chứ bây giờ chắc có lẽ là chưa biết Tết nhất để thưởng lương như thế nào, công nhân rồi thì người ta cũng không có đi mua bây giờ đâu anh chị. Thật sự là phải chờ tới cuối năm á, những cái khu chợ thì phải chờ tới cuối năm, không chờ tới cuối năm là không được. Đó, chặn lại, chặn lại. 50-80. Đặc biệt là năm nay thì anh chị thấy là cái dịch bệnh tới bây giờ mà vẫn còn chưa biết được chuyện gì xảy ra luôn. Đây là ế ẩm như thế này là cũng chuyện bình thường thôi. Gặp lại mấy anh cũ. Chợ này là phía trước ha. Đó. Bây giờ bắt đầu từ từ tí xíu nữa thì sẽ đông hơn. Bên kia là chợ Hạnh Thông Tây, à là nhà thờ Hạnh Thông Tây đó anh chị, em nhầm. À, bây giờ em chia sẻ đến cô bác anh chị một cái quán ăn nè. Quán ăn này là sát bên chợ ha. Nếu mà đi dạo mua đồ xong thì chúng ta ghé vào đây, cái quán này. Đây, quán này Thanh Thúy, quán Thanh Thúy anh chị. Bên tay phải của em này. Đó, cái quán này. Quán này là một trong những cái quán ăn rất là rẻ. À, nó có nhiều món lắm anh chị. Món miền Trung, miền Bắc có hết nha. Đó. Chúng ta có thể ghé cái quán này ăn. Ôi chợ Hạnh Thông Tây mùa này vắng vẻ mà ế quá anh chị. Rồi bây giờ thì em đang đứng trên đường Quang Trung. Chúng ta đi thẳng cái hướng xuống ngã năm Chú Chó đi anh chị. Cập nhật một vài cái hình ảnh của con đường Quang Trung về đêm. Ở đây người ta làm bắp nổ, bắp ngào đường rồi, nó thơm quá trời thơm luôn. Anh chị có nghe mùi thơm không? Đó, mấy xe bắp nè. Thơm phức. Xoài non nước mắm, à xoài non mắm ruốc. Đó. Bê thui nóng, cầu móng. Ốc hải sản. Ồ, nhiều quán ăn lắm chứ anh chị. Đông vui. Công nhận cái con đường Quang Trung này ngày hôm nay ban đêm rất là đẹp anh chị. Người ta lên đèn các bảng hiệu buôn bán trở lại thấy đẹp lắm.
Còn bên phải đây là cái Star Max này, ngày hôm nay ngày cũng giăng đèn, gắn đèn LED sáng trưng đó anh chị, thấy không? Noel tới rồi. Noel tới rồi thì bây giờ em phải đi cập nhật tình hình sóng đạo thôi. Hôm nào khu vực xóm đạo Hạnh Thông Tây lên đèn em sẽ ghé về lại thưa anh chị. Hôm nay thì chỉ có cái khu vực bán đèn ngôi sao rồi người ta lên đèn thôi, chứ chưa có đi quay được ở bên trong bởi vì chưa có gì hết. Vẫn còn rất là nhiều cửa hàng ở đây đóng cửa luôn anh chị. Chà, hột dịch lộn ha, quá trời luôn. Xôi chiên, bánh canh cá lóc. Anh chị thấy buổi tối ở Sài Gòn mình nhiều quán ăn không? Coi như là người ta bán dọc dọc theo hai bên đường á, cứ muốn ăn cái gì tối chạy ra đường là có hết anh chị, không thiếu gì hết, đã lắm. Nếu mà về quê em á, tối tối thì vắng tanh nè, khoảng 8 giờ ta đóng cửa ta ngủ hết. Rồi không có buôn bán gì nhộn nhịp, thấy nó buồn. Sài Gòn là như thế anh chị. Ở thì thấy quen mà đi thì như thế nhớ. Cá viên chiên, nước mắm. Như vậy thôi, chỉ cần một cái xe nho nhỏ đứng bên lề đường là nhiều khi là đủ nuôi được rất là nhiều người trong một gia đình rồi. Thu nhập chính luôn. Như vậy là theo như em nhận thấy là các cái hàng quán ở dọc hai bên đường Quang Trung ngày hôm nay hầu hết là mở lại rồi. Ít nhất là cũng phải 90%, còn một số quán chưa tìm được chủ. Số mặt bằng chưa tìm được chủ thôi, nhưng mà đa phần là em thấy mở lại hết. Anh chị cũng có thể thấy đó. Tối sáng đèn nhà nào cũng sáng, buôn bán đủ thứ đồ hết. Ở phía trước đây là đường Thống Nhất thưa anh chị, bên trái anh chị sẽ quẹo về ngã tư Sắm Mới. Em đi thẳng là xuống ngã năm Chuồng Chó đó anh chị. Lâu lắm mới qua được bốc vào ban đêm, thật sự anh chị, lâu lắm á. Em ít có cơ hội chạy về đây về ban đêm lắm, chiều hôm nay thì đi sớm một tí. Cho nên là mới có mặt ở đây lúc này, chứ thường đi không được. Nhân tiện thì cũng gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh như thế này. Cơm cháy trà bông. Những cái hình ảnh của Gò Vấp trong buổi tối ngày hôm nay. Có thể là nhiều cô bác anh chị chưa có về thăm lại Gò Vấp được, đặc biệt là năm nay anh chị thấy là tình hình đường bay, sân bay, máy bay là cũng chưa biết có mở lại hay không. Hơn nữa bây giờ lại thêm cái biến thể mới Omicron thưa anh chị, cho nên là thật sự khó khăn để chúng ta quay về. Thì có thể em gửi đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh như thế này để chúng ta cập nhật tình hình của Gò Vấp, cũng như là bớt phần nào nỗi nhớ thưa anh chị. Nằm trên xe và đưa cái chân ra ngoài. Đó, sáng trưng. Em đang chạy từ từ xuống ngã năm Chuồng Chó. Bên phải em ở đây có một cái showroom Beauty 2021 tại siêu thị mỹ phẩm IB Beauty World 488-490 đường Cách Mạng Tháng Tám. Nguyên một cái showroom bán mỹ phẩm luôn anh chị, lớn thiệt là lớn. Đó, bên phải của em đó. Này là các chị em là rất thích luôn, mê mệt đó.
Ngày hôm nay thì ở trung tâm Sài Gòn cũng lên đèn rồi thưa anh chị, cũng đẹp lắm. Không biết là khi nào em mới ghé về được trung tâm Sài Gòn để cập nhật vài cái hình ảnh lung linh sắc màu ở đó gửi đến anh chị. Năm nào thì cũng như thế thôi, có đều cái không khí, đặc biệt là năm nay chúng ta chạy qua cái đợt dịch nữa, cho nên là cái sự mà mong mỏi có một cái đêm Noel, một cái ngày Tết ấm áp một tí thì em nghĩ là ai cũng mong hết. Bây giờ chỉ biết cầu nguyện để cái tình hình dịch bệnh nó không có bị bùng phát trở lại, đặc biệt là cái biến thể Omicron. Bây giờ anh chị thấy là nó đã nằm ở Singapore. Sáng hôm nay hình như em thấy có 2 ca ở Singapore thông báo là có 2 ca nhiễm biến thể Omicron rồi. Coi như là trong khu vực Đông Nam Á của mình là Singapore là nước đầu tiên. Đó, cho nên là rất là dễ lây lan qua các cái khu vực khác. Cũng lo lắm anh chị. Mặc dù mà cái độ nguy hiểm của nó thì cũng chưa có khẳng định chắc chắn được, nhưng mà tốc độ lây lan của nó đối với cái biến thể Delta là 500 lần. Rất là khủng khiếp, có nghĩa là cứ đụng cái lây á, kiểu vậy đó anh chị. Tình hình nếu mà như vậy thì rất là căng. Đặc biệt là những người mà có bệnh nền trên 65 tuổi đó. Ngày hôm nay thì mình chuẩn bị chích vaccine mũi 3 cho những người trên 65 tuổi và có bệnh nền, và một số những người tuyến đầu chống dịch. Thì hy vọng là cũng tiêm mũi 3 tăng cường. Sáng trưng quá đẹp. Phía trước đây là chúng ta gần tới nhà thờ Sấm Thuốc thưa anh chị. Sấm Thuốc năm ngoái em cũng về, đẹp lắm. Mỗi con hẻm ở Sấm Đạo là người ta đều trang trí đèn cả anh chị, rất đẹp. Năm nay thì hiện tại ở đây em chưa thấy gì, không biết ngay nhà thờ Sấm Thuốc như thế nào. Em sẽ ghé ngang một chút xíu để anh chị cập nhật tình hình nha. Ghé về đây là phải mời anh chị nhìn qua Sấm Thuốc một chút xíu. Các tiệm thời trang đẹp. Ở ngay cái khu vực này thì nói chung là nó không bằng phố thời trang quận 5 đâu anh chị. Chỉ có chợ Hạnh Thông Tây là nói chung là lớn hơn phố thời trang quận 5 nhiều. Còn mà những con đường thì cũng không có đông đúc. Đây, nhà thờ Sấm Thuốc bên phải của em đây anh chị. Nói chung là cũng chưa có động tĩnh gì. Chúng ta cùng nhìn một tí xíu nhà thờ Sấm Thuốc. Đây anh chị ha. Cũng chưa có lên đèn đâu, có lẽ là khoảng một tuần nữa. May ra có. Thời Sấm Thuốc hôm nay đang làm gì trong này mà đông quá vậy, xe cộ quá trời luôn. Anh chị, ở trong này Thời Sấm Thuốc khá là đông, không biết là người ta đang làm cái gì, nhưng mà em muốn mời anh chị nhìn một vài hình ảnh nhà Thời Sấm Thuốc. Rất là nhiều cái kỷ niệm anh chị. Rồi, bây giờ thì em sẽ chạy thẳng xuống ngã năm chuồng chó. Nhà thờ Sấm Thuốc đang ở trong đó, không phải là giáo dân đâu, mà như người ta đang tập trung để làm cái gì bên phường, khá là đông. Ở bên trái của em đây là Vincom Quang Trung thưa anh chị. Lên đèn đồ cũng sáng sủa lắm. Có một cây thông Noel rất là to ở chính giữa luôn, nhưng mà chưa có bật đèn. Hơi tiếc, chứ có bật đèn là em mời anh chị cùng nhìn những cái hình ảnh lung linh rồi. Đây này, để em đứng đây em chia sẻ đến anh chị một vài cái hình ảnh. Trò bên phải em ở đây có một quán nhậu
đang hát thì xèo hết trơn á. Đây Vincom Quang Trung anh chị, khúc này có một cái cây thông á, anh chị có thấy không? À, có một cây thông đây, em zoom lên. Rồi ở bên tay phải của em thì là một quán nhậu, quán nhậu rất là ngon lành luôn đó. Bây giờ em sẽ đi ngang để anh chị nhìn vào cái khu quán nhậu nha. Ồ, trời ơi đông quá trời đông. Đông nghẹt luôn, nhạc lớn. Trời ơi, ngồi chật bàn. Kiểu này là Omicron hay là Omicro gì là cũng chơi tuốt hết. Công nhận nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chịu chơi lắm anh chị, chơi tới bến á. Em đi về ngã năm chuồng chó. Ồ, phố Quang Trung lên đèn cũng đẹp. Hôm nay chạy được qua bên này em cũng vui. Rồi đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh Gò Vấp ban đêm. Thường ban đêm thì ít chạy được xa anh chị, đi sớm để về nhà thôi, đi gần để về nhà thôi. Tại vì con trai em ban đêm thì em phải về kể chuyện cho nó nghe nó mới ngủ. Nó thích nghe chuyện ma anh chị, tới tối giờ này về kể chuyện ma cho nó là nó mới ngủ. Cho nên là em cũng tranh thủ về sớm thôi. Chạy tới phía dưới này đây là ngã năm chuồng chó rồi, chắc em cũng sẽ kết thúc cái clip. Có một năm nào đó em nhớ là đêm 9:30 bắt đầu mới đi mua đồ ở bên đường Quang Trung này anh chị, và mua cả những cái bao lì xì nữa. Mà tối đó nó lạnh lắm, nó se se lạnh lạnh, mà 9-10 giờ đêm em mới đi. Tự nhiên lúc đó cảm giác nó đã lắm anh chị. Trong người nó rất là khó tả nha. Và thời tiết Sài Gòn bây giờ cũng bắt đầu lạnh lên. Những cái ngày gần đây đa phần là sáng sớm và buổi tối khoảng 9 giờ xe xe lạnh hay gì, giống như là bước vào mùa đông giá rét vậy đó. Ở trên con đường này thì có thường thường có những cái quán cà phê mà người ta ngồi sát bên sân bay đó, người ta nhìn máy bay lên xuống, cái view rất là đẹp anh chị. Em ngày xưa có đi một vài quán ở cái vị trí này, nhưng mà cũng lâu lắm rồi đó, chưa có cơ hội đi lại, dời nhà lại không còn ở đây nữa. Rồi em đang chạy xuống ngã năm chuồng chó. Đây người ta để giày dép ở bên phải bán anh chị nè, 45, 65, 20 ngàn một đôi. Có đi ban đêm thì anh chị mới thấy được những cái ánh đèn lung linh, và đôi khi nó có những cái điều gì đó nó khác lạ một tí so với ban ngày. Và phía trước đây là em tới ngã năm chuồng chó. Bên phải em ở đây là có cái McDonald's ngày hôm nay. Cũng có nhiều quán ăn lắm anh chị ngay góc này. Và anh chị có thể thấy được cái độ lung linh ngay ngày năm chuồng chó này không? Bây giờ rất là khác, không có còn giống nhiều như ngày xưa nữa. Bên phải em là cái McDonald's đó, người ta đang chạy vào đây. McDonald's lối vào. Còn mà cái hướng này thì ngày hôm nay ở đây là cái một cái quán ăn
rồi ngân hàng lúc xưa ở đây như là nhà sách Văn Lang, em nhớ không nhầm cách đây mấy năm về trước thì như vậy. Nhà sách. Còn hướng này thì chúng ta sẽ có những cái con đường như sau. Em xin cập nhật vị trí đến anh chị. Bên phải là con đường Nguyễn Kiệm đó, chạy xuống Tổng Y viện Cộng Hòa, Bệnh viện Quân Y 175 ngày hôm nay, ngã ba Chú Ía. Rồi bên trái của em thì chúng ta sẽ có những cái con đường như là Nguyễn Oanh đi về ngã tư Ga. Rồi có con đường Trần Thị Nghĩ chạy về khu nhà giàu, ngay bên khu Cà Nao Trường Chó này có một khu nhà giàu anh chị, triệu đô. Rồi có con đường Nguyễn Văn Nghi phía trước anh chị, đây đó, hướng đó là Nguyễn Văn Nghi đi lên, đi về chợ Gò Vấp cũng như hướng đó, ngày xưa có tên là Gia Long. Thì ngay vị trí này em xin được tạm dừng các clip. Chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối an lành và thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.